thì lại đi được. Mà trời đông giá rét quá các bác ơi. Lạnh quá không, có 12 độ thôi mà lạnh quá, luôn cá lóc đã. Đó, chuẩn bị lên mồi bén nha, anh em phòng chống tội phạm 16 phường lát nữa vô dùng nha. Rồi, mồi bén đây, cá lóc gần chín rồi. Đây. Đây. Đậu rồng nè, đó. 12 ngoài vườn xong này. Rét quá các bác. Đi có 12 độ rất là lạnh, bây giờ đang ngồi nướng con cá để lát nữa anh em lên mâm. Liệm phát cho thắng liệm. Rồi, rồi. Ngừng nha các bác. Đó, ui ơi, khói nghi ngút luôn. Gió quá, ngoài trời đang gió quá. Trời đất Hà Tây, tay em dệt lụa. Ơ trời, cay mắt quá.